đây đang chụp má. Anh định làm gì? Bên qua đi tao. Anh định diễn cái gì? Cuối cùng quý vị thấy không? Một con nhỏ nó bị khủng. Con người ta khi mà có trí tưởng tượng phong phú, người ta sẽ biến những cái không có thật trở thành những cái có thật. Đó là một điều tuyệt vời của cuộc sống, không phải ai cũng có được. Và chúng ta có thể thấy đây là một người đàn ông thất bại trong chuyện đó. Và chúng ta thấy để cô gái bệnh nhất là nặng và càng ngày càng nặng. Nói chung là khi con người ta mà có vấn đề về thần kinh ấy, người ta sẽ không bao giờ nhận ra mình có vấn đề về thần kinh. Người ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng người khác có vấn đề về thần kinh. Và trong đầu miệng người ta khi thốt ra nó cứ lặp đi lặp lại là người đó bị khùng, người đó bị khùng. Và trong khi thực ra người ta không hề biết là người ta bị khùng. Cái người mà không bị khùng người ta sẽ nói rất nhiều, người ta sẽ có rất là nhiều lý lẽ, người ta sẽ nói đại khái như thế, đúng không? Còn cái người mà chỉ có lặp đi lặp lại cái câu là có vấn đề về thần kinh, chỉ có người mà có vấn đề về thần kinh. Cái này người ta gọi là bó tay chân cụt.